Xin kính chào toàn thể quý anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Thành Đạt Bất Động Sản. Ngày hôm nay thì Thành Đạt xin giới thiệu đến cho anh chị và các bạn tổng quan của một trong những cái vị trí biệt thự liền kề nằm ngay sát tại ven biển trung tâm thành phố du lịch Hạ Long. Dự án được mang tên Royal Lotus Hạ Long Resort and Villa, hay còn gọi được một cái tên ngắn gọn đó là Lotus Residence. Dự án thì được mang phong cách xây dựng của nhà liền kề nghỉ dưỡng và được thiết kế trên khu đất rộng tổng diện tích đó là 40.000 m² và có một cái vị trí vô cùng đẹp nằm tại trung tâm khu đô thị Hạ Long Manila với cái tầm nhìn hướng ra vịnh Hạ Long và nằm ngay sát dự án nhà phố thương mại Little Việt Nam. Dự án thì được đầu tư bởi công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sirela Việt Nam, là một trong những cái thành viên thuộc tập đoàn kinh tế đa ngành nghề đó là tập đoàn BIM Group. Dự án thì được thiết kế gồm 156 căn ngôi nhà và được thiết kế theo mô hình nhà nghỉ dưỡng liền kề với cái hệ thống tiện ích vượt trội, bao gồm rất nhiều tiện ích phải kể đến như là bể bơi 4 mùa, phòng tập thể thao hiện đại hay là khu giải trí chung, công viên cây xanh và khu vui chơi cho trẻ em. Ở những ngôi nhà tại dự án Lotus Residence này thì nhà liền kề nghỉ dưỡng mà mang tên Vạn Liên thì có diện tích dao động từ 95 cho đến 130 m² và được xây dựng nó là 4 tầng với cái mặt tiền rộng dao động từ 5 đến 6 m. Trong đó thì các căn có mặt tiền 6 m được trang bị hệ thống thang máy nội bộ hiện đại. Dự án liền kề Lotus Residence được xây dựng với đầy đủ tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng lại gói gọn trong những cái công năng sinh hoạt hàng ngày cùng với không gian thân quen của mỗi ngôi nhà Việt, kết hợp đó là cái dịch vụ kinh doanh bán lẻ và du lịch. Mỗi ngôi nhà tại dự án Lotus Residence thì với dạng nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên thì sẽ được bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị gắn tường thương hiệu cao cấp, hiện đại và sang trọng, bao gồm đó là khu vực vệ sinh được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị, hay là khu vực bếp để trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị gắn tường gồm tủ bếp, bếp từ, chậu rửa và vòi rửa, sàn gỗ công nghiệp phòng ngủ, hệ thống sàn đá và trần thạch cao. Bao quanh các khối nhà liền kề nghỉ dưỡng và shop house của dự án đó là cái hệ thống công viên cây xanh. Đặc biệt là cái phần diện tích quảng trường trung tâm được dành cho khu vui chơi trẻ em hay là vườn hoa lớn và hệ thống bể bơi 4 mùa, phòng tập thể thao hiện đại, mang đến cái cảnh quan và không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo. Và không chỉ những cái tiện ích trong nội khu mà khi khách hàng sở hữu một căn biệt thự liền kề ở đây thì chúng ta có cái cơ hội được sở hữu tận hưởng cái hệ thống tiện ích ngoại khu hiện đại, bao gồm là tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marina Plaza hay là tuyến phố đi bộ trung tâm. Kế đến đó là một cái quảng trường biển và một bãi biển nhân tạo, hay là tương lai xa thì sẽ có một trong những cái bến du thuyền hay là chợ đêm và một cái khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore ở ngay phía sau của dự án đã đi vào hoạt động rồi. Toàn bộ tất cả những cái tiện ích cũng như là cái vị trí vô cùng thuận lợi kiến tạo lên một trong những cái dự án biệt thự liền kề nhà phố được rất nhiều khách hàng quan tâm trong thời gian gần đây. Cũng đi kèm với đó thì theo Thành Đạt cập nhật với một trong những cái mức giá thời điểm hiện tại năm 2023 này thì giá dao động ở dự án Royal Residence này thì giá một căn biệt thự liền kề cũng chỉ dao động từ khoảng hơn 6 tỷ cho đến hơn 10 tỷ, 11 tỷ một căn tùy theo vị trí cũng như là diện tích, thì khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu được một căn biệt thự liền kề ở đây, vừa có thể sử dụng để làm một ngôi nhà thứ hai hoặc có thể khai thác làm homestay villa kinh doanh mùa du lịch cũng rất là tốt. Nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về dự án Royal Lotus Residence này thì có thể liên hệ cho Thành Đạt qua số hotline em để bên dưới video. Rất mong được mời anh chị đến, chúng ta có thể vào tham quan thực tế các căn biệt thự cũng như là tiện ích ở trong những cái nội khu đó.
thì anh chị và các bạn có một cái cảm nhận chúng ta thực tế hơn, cũng như là muốn sở hữu cho mình lựa chọn được cái căn hộ phù hợp nhất, thì có thể rất mong là Thành Đạt sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị lựa chọn được loại hình phù hợp nhất. Và Thành Đạt xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.